找回快乐无忧，说好就别回头。 Hello， 在幻想的尽头，是最初约定的默契，无谓的可爱的全都毫无保留。我只想用爱的一切证明给你，因为我想追逐真实的感动，去爱你，经历的伤痛谁都不想承受，却让我在胜利后，答案就是这样。Bộ phim Từng Đóa Bọt Sóng tập 1. Thưa quý vị khán giả, chào mừng đến với cuộc thi bơi lội dành cho học sinh trung học toàn quốc. Hiện giờ chúng tôi mang đến cho các bạn trận chung kết bơi tự do 100m nam của cuộc thi mùa này. Người nổi tiếng nhất trong trận đấu này chính là chàng trai đứng ở đường bơi số 4, năm nay 18 tuổi. Cậu ấy vừa phá kỷ lục bơi tự do 100m nhanh nhất của mùa giải lần này. Tuyển thủ này chính là Đường Nhất Bạch. Chuẩn bị. Đường Nhất Bạch cố lên. 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 Trận đấu kết thúc, Đường Nhất Bạch ở đường bơi số 4 đã giành vị trí thứ nhất. Huấn luyện viên Ngũ. Nhất Bạch. Huấn luyện viên Ngũ.
Đến vào giờ này chắc không muộn rồi. Phóng viên thực tập QK Video Vân Đoá, đây là lần phỏng vấn đầu tiên trong cuộc đời mày, nhất định phải thành công. Một 1500m bơi tự do. Nam Cuồng Kỳ Duệ Phong, năm nay 22 tuổi, là đội trưởng đội bơi lội nam của Đại học Thể thao Nam Dương. Biệt danh là Nam Cuồng Kỳ Duệ Phong. Hạng mục sở trường chính là 1500m bơi tự do. Là người đoạt huy chương vàng 1500m bơi tự do cúp ước mơ mùa trước. Chào các bạn khán giả, tôi là phóng viên của WeCA Video Vân Đoá. Hôm nay tôi rất vui khi có cơ hội phỏng vấn tuyển thủ Kỳ Duệ Phong. Chào anh Kỳ Duệ Phong, về giải đấu lần này sao lại ngắt ngớ nữa rồi? Lại lần nữa. Chào anh Kỳ Duệ Phong, trong cuộc thi tuyển chọn đội bơi của Đại học Thể thao Nam Dương lần này, có ai khiến anh cảm thấy bị uy hiếp không? Hỏi như thế hình như không được hay cho lắm. Chào anh Kỳ Duệ Phong, trong cuộc thi tuyển chọn của Đại học Thể thao Nam Dương lần này, có ngôi sao tương lai nào khiến cho anh mong đợi hay không? Trận đấu sắp bắt đầu rồi, sao vẫn không thấy thầy Tôn nhỉ? Vân Đoá! Vân Đoá! Alo, chào thầy Tôn. Alo, alo, rốt cuộc em đang ở đâu? Tôi nói cho em biết, thầy Tôn có hỏa nhãn kim tinh, lại thông minh hơn người. Thứ nhất, em đừng có lừa tôi là em đang trên đường đi. Thứ hai, tôi đoán bây giờ em đang chui trong chăn đúng không? Thầy Tôn, em đến từ sớm rồi, 5 giờ hơn em đã đến cổng trung tâm thể thao rồi. Nói linh tinh. Chúng ta hẹn ở cổng phụ mà. Tôi nói cho em biết bây giờ thầy Tôn đang ở trước cổng phụ. Sao tôi không nhìn thấy em? Em đang ở cổng chính, chúng ta hẹn ở cổng chính mà. Không tin thầy xem lại lịch sử nói chuyện trên WeChat đi. Lịch sử WeChat. Tôn Bất Phàm, 8 giờ sáng mai hẹn nhau ở cổng chính Đại học Thể thao Nam Dương. Vân Đoá, sáng mai em đợi thầy ở cổng chính. Thầy Tôn. Hả? Thầy Tôn. Ờ. Chào thầy. Cô đừng có hiểu lầm. Thầy Tôn không quên là hẹn ở cổng chính. Tôi đang thử em thôi. Lúc nãy tôi cố ý lừa em, để xem em có biết bảo sao hay vậy không. Là một phóng viên, đầu óc của em vẫn rất bình tĩnh. Nhưng mà lúc nãy em nói là 5 giờ hơn đã đến rồi. Thật không đó? Tất nhiên là thật rồi. Hôm nay là lần đầu tiên thầy đưa em đi phỏng vấn, tất nhiên em phải đến làm tốt công tác chuẩn bị rồi. Thế mới đúng chứ. Tiểu Vân Đoá này, không ngờ em không bị bệnh lười nhác của thanh niên ngày nay. Em nhớ nha, là phóng viên chuyên nghiệp, em phải đến nơi trước thời gian quy định mà cấp trên nói. Phải tận dụng khoảng thời gian đó điều chỉnh lại trạng thái làm việc của chúng ta. Tập dượt lại các câu hỏi mà lát nữa sẽ hỏi, hiểu chưa? Đó gọi là chuyên nghiệp, hiểu rồi ạ? Nói thật với em nha, trong số bao nhiêu thanh niên trong công ty, tôi đánh giá em cao nhất. Cố lên. Dạ, cảm ơn thầy Tôn, em nhất định sẽ cố gắng hết sức. Được rồi, chúng ta vào thôi. Đi. Nhất Bạch, huấn luyện viên Ngũ. Ừ. Cậu sắp phải thi đấu rồi, đừng căng thẳng, cứ như tập luyện thường ngày thôi, thả lỏng.
Cậu có mang mũ bơi không? Kính bơi đâu? Được rồi, mũ bơi. Mặc quần bơi chưa? Được rồi, mũ, kính, quần bơi. Tốt. Đừng căng thẳng nha, Nhất Bạch. Chỉ là một cuộc thi tuyển chọn nho nhỏ thôi. Cậu có thể bơi thoải mái. À không phải, cũng không được tùy tiện quá. Tóm lại là huấn luyện viên Ngũ. Huấn luyện viên Ngũ, mẹ Ngũ ơi, rốt cuộc là thầy căng thẳng hay là em căng thẳng vậy? Nói thật nha, đúng là tôi hơi căng thẳng. 4 năm rồi em không thi đấu, em có chắc là đã sẵn sàng không? Đông người thật đấy. Đây là cuộc thi tuyển chọn đội bơi của Đại học Thể thao Nam Dương mà. Sao làm như là concert vậy? Đông phóng viên thế. Cuộc tuyển chọn đội bơi của Đại học Nam Dương hấp dẫn tới vậy sao? Ai tới xem thi đấu chứ? Họ cũng như chúng ta, tới xem Kỳ Duệ Phong. Bao nhiêu người như thế đều tới phỏng vấn Kỳ Duệ Phong. Tiểu Trương, nếu không em tưởng tôi bảo Tiểu Trương đến sớm như thế xếp hàng làm gì? Thử em một câu, Kỳ Duệ Phong là ai? Trong cúp ước mơ mùa trước đã đoạt huy chương vàng với thành tích phá kỷ lục 1.500m bơi tự do trong trận chung kết, một trận thành danh. Khả năng thu thập thông tin của em cũng khá đấy chứ. Đúng rồi thầy Tôn, Kỳ Duệ Phong đã là đội trưởng đội bơi rồi. Hơn nữa hôm nay anh ta cũng không xuống bơi. Vì sao hôm nay mọi người đều đến phỏng vấn anh ta? Em không hiểu rồi. Từ sau khi Kỳ Duệ Phong đoạt huy chương vàng trong cúp ước mơ lần trước, độ nóng tin tức của cậu ta tăng vọt. So với cuộc tuyển chọn này, Kỳ Duệ Phong có giá trị phỏng vấn cao hơn. Hiểu không? Hiểu rồi. Kỳ Duệ Phong, 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 Kỳ Duệ Phong. Dương Dương, chuyện gì thế này? Đông người vậy thì tuyển chọn thế nào? Chẳng phải tại ai đó thích thể hiện sao? Tối qua trên Weibo nói là bản thân sẽ tham gia cuộc tuyển chọn này. Kỳ Duệ Phong, em làm sao thế hả? Cuộc tuyển chọn này liên quan gì tới em? Sao lại không liên quan tới em? Hôm nay là ngày Đường Nhất Bạch trở lại, sao em có thể vắng mặt được? Với lại, đông người như thế mới tốt, náo nhiệt. Náo cái đầu cậu. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu làm Nhất Bạch của chúng tôi sợ, tôi không để yên cho cậu đâu. Huấn luyện viên Ngũ, cậu ấy là Đường Nhất Bạch kia mà, sao có thể nhát gan như thế đúng không? Cũng phải. Đi thôi. Kỳ Duệ Phong, 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 mau đi qua đi. Kỳ Duệ Phong, Kỳ Duệ Phong, Kỳ Duệ Phong. Thầy Tôn cho em một bất ngờ nha. Đây là máy thầy Tôn xin công ty cho em đấy. Đây là mạng sống của phóng viên chúng ta, giữ cẩn thận. Máy còn thì em còn, máy mất thì em mất. Được rồi, trang bị chuẩn bị xong rồi, chúng ta phải chiến đấu thôi. Lên đường, lên đường. Mau 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 mau, mau vào vị trí. Tiểu Trương, Tiểu Trương. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh nhanh. Kỳ Duệ Phong, trong cúp ước mơ lần trước cậu đã giành huy chương vàng 1.500m bơi tự do. Vậy lần này cậu có tự tin tiếp tục giành chiến thắng không? Thành tích huấn luyện cậu có hài lòng không? Có tự tin phá kỷ lục của chính mình trong cúp ước mơ lần này không? Đúng vậy, xin trả lời câu hỏi của chúng tôi đi. Em nhìn đi đâu vậy? Tôi đã nói với em rồi, chen vào trong kia. Chen vào đi, mau mau chen vào đi. Thầy Tôn, túi của em đưa cho tôi. Tôi cầm giúp em, nhanh lên, cảm ơn. Nhớ nha, họ đẩy em thì em đẩy họ, chen vào trong, đừng khách sáo. Vâng, qua đó đi, đi. Các bạn phóng viên thân mến, chỗ này thật sự không tiện phỏng vấn. Tôi sắp xếp một phòng khác để cho các bạn phỏng vấn Kỳ Duệ Phong được không? Không phải chứ, huấn luyện viên, em muốn xem xong trận đấu rồi mới trả lời phỏng vấn không được sao? Không được.
Các bạn phóng viên, mời, mời. Vân Đoá, Vân Đoá, tôi vào vị trí trước, vào vị trí. Tôi có một bí mật nhỏ chưa từng nói với bất cứ ai. Đó chính là tôi thường mơ thấy cùng một giấc mơ. Trong mơ, lần nào tôi cũng trở về mùa hè năm 18 tuổi. Tôi rơi xuống nước, không ngừng chìm sâu xuống dưới. Tôi vẫn nhớ cảm giác vào khoảnh khắc cận kề cái chết. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Mãi cho tới khi hoàng tử nhân ngư của tôi xuất hiện. Cô tỉnh rồi à? Tôi bị gì vậy? Cô bất cẩn rơi xuống hồ bơi nên tôi đã kéo cô lên. Tôi chưa chết à? Ôi, dọa mình chết khiếp. Tôi còn tưởng mình chết chắc rồi. Tôi còn nghĩ là mình chỉ mới làm việc thôi, còn chưa làm ra được thành tích gì. Tôi còn chưa nói cho mẹ tôi biết mật khẩu ngân hàng của mình, sao có thể chết được chứ? Cô đừng có hiểu lầm. Là Dương Dương giúp cô thay đồ đó. Dương Dương, hướng Dương Dương. Cậu ấy là con gái, cô yên tâm. Còn quần áo đã sấy khô của cô và máy quay của cô đều ở đây. Lát nữa nhớ mang đi nha. Cảm ơn, cảm ơn. Không phải chứ, đây là máy quay thầy Tôn đã đặc biệt giúp tôi xin công ty đó. Làm sao đây? Không đúng. Anh là tuyển thủ tham gia thi đấu đúng không? Phải. Vậy anh cứu tôi thì sao anh thi đấu đây? Chẳng lẽ anh vì tôi mà lỡ thi đấu mất rồi chứ? Không được, không được. Lát nữa tôi cùng anh đi tìm huấn luyện viên giải thích để họ cho anh cơ hội thi đấu lại từ đầu. Anh là vì cứu người. Họ không thể hủy bỏ tư cách thi đấu của anh. Cô không lo máy quay của cô hư rồi mà ngược lại lo lắng cho tôi hả? Máy quay của tôi hư rồi, đó là vấn đề của tôi. Nhưng mà tôi không thể để cho anh vì tôi mà lỡ mất. Hiện trường cuộc thi đấu nhiều người quá, rất hỗn loạn. Hơn nữa cô còn rơi xuống nước, nên huấn luyện viên quyết định dọn dẹp lại hội trường rồi thi đấu sau. Đã hoãn lại một tiếng rồi, lát nữa tôi sẽ quay về. Vậy à, vậy à, vậy thì còn được, may quá.
Vậy anh có vì sự cố ngoài ý muốn này mà ảnh hưởng tới tâm trạng thi đấu không? Vậy là cô đang lấy tư cách của một phóng viên hỏi tôi sao? Sao anh biết tôi là phóng viên? Muốn không biết cũng khó đó. Cất đi nè. Vậy cứ xem như tôi lấy tư cách phóng viên phỏng vấn anh đi. Anh có tự tin thắng cuộc thi vượt qua tuyển chọn không? Tôi thật không muốn bởi vì tôi làm lỡ mất cơ hội này. Nếu cô lo lắng thì lát nữa tới xem thi đấu đi. Đợi chút. Anh cứu tôi còn chưa hỏi anh tên gì nữa. Đường Nhất Bạch. Đường Nhất Bạch. Cảm ơn anh đã cứu tôi, Đường Nhất Bạch. Cứu cô chỉ là do duyên số thôi. Cô phóng viên, không còn câu gì muốn hỏi rồi chứ? Có rất nhiều câu muốn hỏi. Nhưng mà tôi nghĩ những câu này phải đợi anh trở thành một trong những thành viên của đội bơi Đại học Thể thao Nam Dương mới chính thức phỏng vấn anh. Được thôi, gặp lại ở nhà thi đấu nha. Tôi sẽ cổ vũ cho anh. Cái này tặng cô làm bùa hộ mệnh, mất công cô lại rơi xuống hồ bơi nữa. Đường Nhất Bạch. Anh cứu tôi, sao để cho anh tặng quà tôi được chứ? Phải là tôi tặng anh mới đúng. Hơn nữa, anh xem như là người đầu tiên được tôi phỏng vấn nữa, tôi mới tặng anh chút gì đó cho anh làm kỷ niệm chứ. Vậy cô phóng viên này, cho hỏi cô muốn tặng tôi gì đây? Đợi chút nha. Túi của tôi vẫn ở chỗ của thầy Tôn. Tặng gì đây ta? Trà hột gà. Sáng sớm này ra ngoài định mua trà hột gà này để ăn trên đường lót bụng trước. Không phải, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ trong túi của tôi không có cái gì khác nữa rồi. Cảm ơn cô. Vân Đoá. Sắp đến giờ rồi, tôi phải đi tham gia thi tuyển đây. Đường Nhất Bạch. Cố lên. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ thắng trận đấu. Đợi cô đến phỏng vấn tôi. Vậy chúng ta hẹn rồi đó nha. Đường Nhất Bạch. Đường Nhất Bạch, mình liều mạng bất chấp bị vợ của thầy viên diệt khẩu chạy đến đây xem cậu thi đấu. Sao nào, thi đấu cậu cũng không thi, đã ôm con gái người ta đi mất rồi. Đợi lát nữa rồi nói. Đường Nhất Bạch, đợi chút. Như cũ nha, mình ở đích đến đợi cậu. Đừng để cho mình đợi quá lâu. Yên tâm đi, để cậu đợi 4 năm rồi, lần này mình sẽ không tới muộn đâu. Đi. Mấy giờ rồi? Kỳ Duệ Phong không phải đã đi vệ sinh rồi sao? Đã bao nhiêu phút rồi? Đã 20 phút rồi. Thằng nhóc này, bỏ mình tôi ở lại đây, chạy đi một mình rồi.
Để xem tôi xử nó thế nào. Chuẩn bị. Cố lên Đường Nhất Bạch. Cố lên Đường Nhất Bạch. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Rõ ràng là lần đầu gặp. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc thế chứ? Vân Đoá. Thầy Tôn, xin lỗi thầy, để cho thầy đeo ba lô giúp lâu như thế. Lúc nãy em chạy đi đâu thế? Thầy đã phỏng vấn được Kỳ Duệ Phong chưa? Còn nói nữa, tên Kỳ Duệ Phong này thật chảnh chọe, để cho bao nhiêu phóng viên chúng ta đợi như vậy, còn cho chúng ta leo cây nữa. Nè, lúc nãy em chạy đi đâu vậy? Thầy Tôn tìm em cả buổi trời cũng không tìm thấy. Em đi xem cuộc tuyển chọn bơi lội của Đại học Thể thao Nam Dương. Lần đầu tiên em mới được tận mắt xem cuộc thi bơi lội đó. Em chưa từng nghĩ rằng thi bơi lội lại có thể hồi hộp kích thích tới vậy. Đến bây giờ tim em còn đập nhanh không dứt này. Được rồi, được rồi. Vân Đoá, chúng ta tới phỏng vấn Kỳ Duệ Phong. Em còn đi xem thi đấu tuyển chọn nữa chứ. Cuộc thi này thật sự rất thú vị. Đặc biệt là có một tuyển thủ tên là Đường Nhất Bạch, vô cùng lợi hại. Đường Nhất Bạch, cậu ấy là ai? Tôi chưa nghe bao giờ. Vừa nãy cậu ấy đã dựa vào thành tích đứng nhất được tuyển vào đội bơi lội Đại học Thể thao Nam Dương đó. Hơn nữa em thấy cậu ấy rất có tiềm năng. Thầy Tôn à, chúng ta có thể phỏng vấn cậu ấy không? Được rồi, được rồi. Chỉ là một cuộc thi tuyển chọn một đội tuyển nhỏ của trường Đại học Thể thao thôi. Có phải là cuộc thi chính thức gì đâu. Có tin tức gì cần phỏng vấn đâu. Nè, lúc nãy thầy Tôn nghe nói chúng ta có một đồng nghiệp lòng phóng viên rơi xuống hồ bơi đó. Tôi làm tin tức bao nhiêu năm nay rồi, trước giờ chưa từng nghe nói có người đi phỏng vấn lại phỏng vấn đến tận trong hồ bơi đó. Đây đúng là tin động trời mà. Thật là ngốc quá đi. Tin này khá hay. Không phải chúng ta không phỏng vấn được Kỳ Duệ Phong, hay là chúng ta đem tin này làm bản tin ngoài lề đi.
Nhất định sẽ rất thú vị. Lúc đó em có ở hiện trường không? Có chụp được cảnh người đó rơi xuống hồ bơi không? Thầy Tôn à, không giấu gì thầy, em chính là kẻ ngốc đi phỏng vấn đến tận trong hồ bơi. Mà thầy nói tiêu rồi, hư hoàn toàn rồi, mở máy cũng không mở được nữa. Vậy phải làm sao đây? Thầy Tôn, xin lỗi thầy, đều là lỗi của em. Hay thầy xem thử đem cái máy này đi bảo hành hay là mua cái mới đây. Cho dù bao nhiêu tiền em cũng sẽ nghĩ cách đền. Được rồi, cô là thực tập sinh, một tháng kiếm được bao nhiêu chứ? Cô còn đền à? Cô đền nổi không? Phải đền thế nào thì đền thế ấy thôi. Tóm lại đều tại em làm hư. Cũng tại em quá bất cẩn. Được rồi, đừng lo lắng. Nào nào nào, em cầm cái này đi. Để về tôi tìm người xem thử hình ảnh trong đó có thể cứu vớt được bao nhiêu thì cứu. Nếu không được, tôi sẽ nghĩ cách đưa ra lý do vì tai nạn nghề nghiệp ở công ty. Giúp em trả món nợ này. Thầy Tôn, con người của thầy tốt thật. Em làm hư nhiều chuyện như vậy, thầy còn giúp em nữa. Được rồi, đừng nịnh hót nữa. Em đó, cố gắng nỗ lực, đậu kỳ sát hạch lần sau trở thành phóng viên chính thức. Đó chính là báo đáp lớn nhất cho thầy. Được rồi, bây giờ thầy về trước để sắp xếp lại tài liệu, còn em cứ ở đây đi theo Kỳ Duệ Phong, chụp mấy tấm hình cuộc sống thường nhật và lúc tập luyện của cậu ấy, làm một cuộc phỏng vấn riêng càng tốt. Vâng, tạm biệt thầy Tôn. Ừ. Để lấy công chuộc tội, mình nhất định phải nghĩ cách để phỏng vấn Kỳ Duệ Phong mới được. Trường học rộng lớn thế này phải đi đâu để phỏng vấn được Kỳ Duệ Phong đây chứ? Tặng cô, coi như là bùa hộ mệnh đi. Đường Nhất Bạch, trông anh ta cũng không giống học sinh mới nhập học. Sao còn tham gia tuyển chọn nhỉ? Một trăm mét 53 giây 52. Với thành tích này tôi có bơi ngửa cũng thắng được cậu. Anh Nhất Bạch, mau lấy đồ đi. Hôm nay anh Phong đãi cơm. Ừ, mau lấy đồ đi. Khuyên cậu đừng ăn thì hơn. Không phải chứ, tôi đã nói là bao rồi mà. Có cái trà hột gà thôi mà cũng không được hả? Nhỏ nhen chết đi được. Trà hột gà này bị dính nước bể bơi rồi, muốn ăn thì ăn đi. Chẳng phải cậu nói là bị dính nước bể bơi rồi sao? Giữ lại làm gì nữa? Bạn của tôi tặng. Bạn tặng à? Nè, bạn nào đó? Cậu không cần biết. Tôi đang hỏi cậu mà. Anh Phong, chuyện này còn cần phải nói sao? Thôi đi đi, hóng hớt vừa thôi. Hóa ra tuyển thủ bơi lội nhìn thế giới bên ngoài như thế này à? Đường Nhất Bạch, cậu còn chưa nói ai tặng cho cậu trà hột gà dính nước, là con trai hay con gái thế? Trong vẻ mặt của cậu, chắc chắn là con gái rồi. Nói mau, là em nào thế? Anh Phong, cách nói ban nãy của anh giống hệt mẹ của anh Nhất Bạch. Tôi là đội trưởng của các cậu, Nhất Bạch bây giờ do tôi quản lý. Mấy đứa có ý kiến hả? Thôi đừng lên cơn nữa. Lên cơn gì chứ? Tuyển thủ đang đứng ở đường bơi số 3, chính là Vân Đoá, lần đầu tiên tham gia giải chung kết. Không biết tuyển thủ này sẽ mang tới bất ngờ nào cho chúng ta. Mọi người hãy cùng theo dõi nhé. Cố lên, cố lên, cố lên.
Vân Đoá đang thừa thắng xông lên, vượt qua tất cả các tuyển thủ khác. Chạm thành bơi ngược lại. Tuyển thủ Vân Đoá đã tới đích. Vân Đoá đã giành vị trí số 1, giành được huy chương vàng. Vân Đoá chiến thắng. Đợi đã. Không tệ nha, fan của tôi. Tôi chú ý đến cô rồi đó. Muốn được ký tên hả? Nào. Hả? Muốn ký vào đâu? Tôi... Không phải. Có phải ký ở đây không? Hả? Nè nè, Kỳ Duy Phong, anh làm gì thế hả? Sao anh lại viết vẽ lung tung lên đầu của người khác thế? Đây là đồ người ta tặng tôi đó. Cái kính này nhìn quen mắt ghê. Cô nói cái kính này là người khác tặng cô hả? Ừ, người ta tặng cô kính. Cô tặng lại người ta cái gì? Không phải là trà hột gà đó chứ? Sao anh biết tôi tặng trà hột gà cho Đường Nhất Bạch vậy? Cô vừa nói đi thôi. Em gái trà hột gà. Em gái trà hột gà. À không đúng, tên này đọc xoắn lưỡi quá. Hay gọi cô là em trứng đi. Anh gọi ai là em trứng? Tất nhiên là cô rồi, Kỳ Duệ Phong. Vân Đoá. Kỳ Duệ Phong. Vân Đoá. Vân Đoá. Đợi đã. Anh coi ý tốt của người khác là cái gì chứ? Tôi tặng anh trà hột gà là vì anh đã cứu tôi, còn tặng kính bơi cho tôi nữa. Tôi thấy mình nên đáp lễ anh, tặng lại thứ gì đó. Nhưng mà lúc đó tôi chỉ có mỗi một quả trà hột gà thôi mà. Cô đừng giận nữa. Tôi thấy biệt danh em trứng này cũng đáng yêu lắm mà. Em cũng thấy đáng yêu lắm. Nếu cô không thích, bọn tôi có thể giúp cô đổi thành em gái trà hột gà. Cô thấy sao? Rành con, mới bao lớn đã gọi người ta là em gái hả? Lớn lên tí nữa rồi hãy nói chuyện với chị. Cô đừng có giận nữa. Thật ra thì Đường Nhất Bạch không cười nhạo sau lưng cô đâu. Cô đừng có không tin mà. Đường Nhất Bạch đấy hả? Cứ im im như hũ nút ý. Trước giờ cậu ta chưa từng chủ động nói chuyện với con gái đâu. Lần này cậu ta chủ động bắt chuyện với cô, còn tặng kính cho cô nữa. Cô biết có nghĩa là gì không? Kỳ Duệ Phong đặc biệt danh như vậy cho cô, có phải cô cảm thấy không vui? Rồi thấy mình bị người khác coi thường. Biết rồi còn hỏi. Sau này đừng cố nhắc tới hai chữ đó trước mặt tôi. Nếu bây giờ tôi nói cho cô biết biệt danh mà Kỳ Duệ Phong không muốn người ta gọi mình, có phải cô sẽ không giận nữa không? Đường Nhất Bạch, cậu dám hả? Cậu đang dọa tôi đó à? Kiêu kiêu. Kiêu kiêu. Kiêu kiêu là anh hả? Không ngờ đó nha. Một tên cao 1m8 tòng ngồng thế này mà lại có biệt danh mới mẻ độc đáo vậy đó. Vậy về nhà tôi sẽ đăng cái tên QQ này lên trang nhất tin tức ngày mai, để tất cả mọi người cùng biết biệt danh của ngôi sao tương lai Kỳ Duệ Phong là QQ nha. Không được. Sao lại không được? Tôi thấy cái tên này rất hợp, rất đáng yêu mà. QQ. Tôi nói không được là không được. Được thôi. Vậy nếu như anh không muốn tôi nói cái tên này cho mọi người biết, thì anh phải đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Ông chủ bảo tôi phỏng vấn anh. Nếu như anh không muốn biệt danh đáng yêu này bị công bố ra ngoài, thì đồng ý làm phỏng vấn với tôi đi. Chuyện nhỏ. Ok. Thật sao? Vậy quyết định thế nha. Bắt đầu luôn đi. Kỳ Duệ Phong. Huấn luyện viên Viên tìm anh kìa. Lần sau hãng phỏng vấn nha, tôi phải đi trước đây bay. Em còn dám chạy hả? Kỳ Duệ Phong, đứng lại cho tôi. Còn chưa phỏng vấn mà. Lần sau đi. Lần sau nhất định tôi sẽ để cậu ta nhận phỏng vấn của cô nha. Vậy được, tôi cũng phải đi đây. Bye bye. Đường Nhất Bạch, anh còn chưa nói cho tôi biết sao anh lại tặng tôi chiếc kính bơi này. Thank you.
Cô yên tâm, không phải vì tôi có tình yêu sét đánh với cô đâu. Anh nói gì thế? Gì mà tình yêu sét đánh? Nếu hỏi tôi vì sao lại tặng kính bơi cho cô, thật ra cũng có lý do đấy. It's beautiful. Thank you.